Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series review và phân tích Dragon Ball Super trên channel Shonen Action. Bộ phim hoạt hình Dragon Super đã dừng phát sóng khá lâu từ đầu năm nay với kết thúc của giải đấu sức mạnh. Nhưng ngược lại, truyện manga Dragon Super vẫn tiếp tục cuộc phiêu lưu của nhóm khỉ con Son Goku và vượt qua cả sự kiện đáng ngon nhất, đó là bộ phim Dragon Super Broly. Nhưng khi nào thì saga mới của bộ truyện sẽ được bắt đầu, khi nào trong manga? Hiện nay, Dragon Super manga chap 42 đã ra mắt và saga tiếp theo, tên tù nhân của đội tuần tra ngân hà, cũng đã chuẩn bị được bắt đầu sau khi nhà hàng một vài hình ảnh. Tương lai của Dragon Ball Super đang nhanh chóng được công bố. Sau sự kiện phát sóng của bộ phim Dragon Ball Broly, thì series Dragon Ball Super manga sẽ vẫn được tiếp tục với tên gọi là tên tù nhân của đội tuần tra ngân hà. Là một saga mới sẽ được chính thức bắt đầu trong tháng 12 năm nay. Bộ truyện Dragon Ball Super sẽ đem lại một số nhân vật lâu đời trong vũ trụ và việc này liên quan đến đội tuần tra thiên hà. Trong lịch sử Dragon Ball, đội tuần tra thiên hà là Jaco đã xuất hiện trong Dragon Ball Super, nhưng sức ảnh hưởng của nhóm này đã bắt đầu kéo dài từ hàng chục năm trước khi Dragon Ball bắt đầu. Ban đầu, Jaco được vua thiên hà gửi đến trái đất với nhiệm vụ ngăn chặn những hiểm họa từ người Saiyan, chủng tộc chiến binh. Và Jaco được cho là đang tìm kiếm một người Saiyan đang trên tàu vũ trụ tới trái đất là Goku. Anh xuất hiện đầu tiên trên trái đất sau khi phi thuyền va chạm khá mạnh với mặt trăng do mải xem phim. Nó rơi xuống một bến thuyền và thay vào việc truy tìm Goku, anh lại bị cuốn vào một cuộc phiêu lưu khác. Cuối cùng, đã bỏ lỡ việc truy bắt Goku, vì thế nên một thời gian sau, khi Bulma gặp Goku trong rừng, câu chuyện về Dragon Ball bắt đầu từ đây. Và câu chuyện trong saga mới hiện được cung cấp đó chính là không lâu sau sự kiện của Dragon Super Broly, Goku và Vegeta đang tập luyện cùng nhau. Bulma nhận được cuộc gọi từ Satan nói rằng có một nhóm người bí ẩn tới nhà Satan và tìm cách bắt cóc Buu. Goku và Vegeta tới đó điều tra và nhìn thấy một đám người đang đưa Buu vào trong một chiếc phi thuyền vũ trụ. Thủ lĩnh của bọn người đó phát hiện ra Goku và Vegeta và hắn nhanh chóng dùng súng gây mê đánh ngất hai người họ. Khi tỉnh dậy, Goku và Vegeta thấy mình đang ở trong tổng hành dinh của đội tuần tra ngân hà cùng với Jaco. Kẻ bắt cóc bọn họ chính là Merus, chiến binh cao cấp số 1 của đội tuần tra ngân hà. Merus có nhiệm vụ giám sát 104 quận trong khi Jaco chỉ giám sát 3 quận. Merus nói rằng một tên tội phạm hung ác đã thoát ra khỏi nhà tù thiên hà. Để bắt lại được tên vượt ngục này, đội tuần tra cần sự giúp đỡ của Đại Kaio đang ngủ say trong bụng Majin Buu. Manga chap 42 Dragon Super đã được phát sóng cho thấy câu chuyện mở ra bắt đầu với việc Buu thực sự bị bắt. Những kẻ bắt cóc không phải là các băng đảng tổ chức xấu, mà là đội tuần tra thiên hà. Trong thực tế, không chỉ Buu, Goku và Vegeta khi muốn giải cứu Buu đã bị hạ gục tê liệt bởi vũ khí đặc chế của đội tuần tra. Đây là một chi tiết đáng chú ý. Tất nhiên, một lần nữa, đây là Goku và Vegeta sau giải đấu sức mạnh 12 vũ trụ và Dragon Super Broly, họ đã gần như đạt đến cấp độ sức mạnh của các vị thần hủy diệt, vậy mà dễ dàng bị một khẩu súng làm ngất đi. Và bây giờ tại sao Buu lại bị bắt cóc? Chapter 42 đã chỉ ra rằng một tên tội phạm nguy hiểm đã trốn thoát khỏi nhà ngục của đội tuần tra. Để bắt được tên tội phạm này một lần nữa, đội tuần tra thiên hà cần sự giúp đỡ từ Đại Kaioshin tối cao của vũ trụ thứ 7. Nếu các bạn đã quên, thì Grand Supreme Kai là người đứng đầu 4 Kaioshin, cai quản toàn bộ vũ trụ thứ 7. Grand Supreme Kai sống cùng các Supreme Kai khác tại Thánh điện Kaioshin. Ông rất hòa đồng, vui vẻ, nhân hậu, nhưng sự bình yên của mọi người kết thúc khi Majin Buu xuất hiện. Hắn tấn công, giết và hấp thụ hết tất cả các Kaioshin. Ông cố gắng cứu được Shin, Kaioshin nhỏ tuổi nhất, nhưng sau đó đã bị hấp thụ. Majin Buu biến đổi hình dáng giống Grand Supreme Kai và còn ảnh hưởng bởi tính cách của ông. Hắn trở nên lành hơn trước và có nhiều nhân tính hơn. Bằng chứng là khi tiếp xúc với Satan và con chó Bi, Buu đã chủ động cứu người và còn động lòng để Satan cảm hóa. Sự tồn tại của Grand Supreme Kai trong Buu khiến Buu không khủng khiếp như Kid Buu hay Super Buu. Đó là lý do tại sao Buu bị bắt cóc bởi đội tuần tra ngân hà. Nhưng tại sao lại cần sự giúp đỡ của Đại Kaio? Nếu về chỉ riêng sức mạnh thì Đại Kaio không phải là sự lựa chọn tốt bởi vì nhóm chiến binh Z mạnh hơn rất nhiều. Có lẽ là sự hiểu biết của Đại Kaio về tên tù vượt ngục mới là thứ mà đội tuần tra cần. Bạn nghĩ gì về saga sắp diễn ra? Và mình nghĩ rằng đây là một tin vui cho chúng ta bởi Dragon Ball Super không kết thúc. Do đó, anime chắc chắn sẽ trở lại trong năm sau. Hãy để lại ý kiến của mình ở phần dưới bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ nhấn like, subscribe để được đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen nhé. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.